Vâng, xin chào tất cả các bạn đang coi cái clip của Quang. Để trả lời tin nhắn của một khách hàng, có một anh có mua cám chim của Quang và nuôi cái chim ở nhà theo cái cách viện hót của Quang, và đã đạt được cái con chim nó hót treo ra một phát là được 2 tiếng. Thế nhưng mà bây giờ mà thấy người lạ là nhảy nó không dám hót nữa, hoặc là treo ra chỗ đông người thì nó sợ, nó không dám hót. Và cái con chim này thì nó chỉ quen với cả chủ nuôi thôi. Đấy, với khách thì nó chưa quen. Thế thì mọi người đang gặp cái trường hợp mà chim nó bị như thế này ấy, thì mọi người làm như sau. Đấy, chúng ta nên chọn một cái chỗ lạ, là một cái góc treo chẳng hạn như này, có thể mình treo thấp xuống thôi. Hoặc chúng ta nếu như con chim mà nó sợ người, cái chỗ lạ ấy, thì cái bước ban đầu thì chúng ta để con chim ở dưới đất thôi. Đó. Và chúng ta đây ví dụ như cái chỗ lạ như này là cái chỗ ngoài đường này, rất là nhiều người đi qua lại này, và có xe cộ đi qua lại này, hoặc là có khách ngồi ở bàn ghế đây chẳng hạn, thì chúng ta sẽ để con chim xuống đất thôi. Chúng ta mở áo lồng như này, đồng thời chúng ta sẽ kè cái con mái vào đó cho nhìn thấy mái, và chúng ta sẽ luyện hót. Đấy, luyện hót hàng ngày. Đấy, và sau khi chúng ta luyện hót con chim nó tự tin nó hót ấy, thì chúng ta sẽ tách mái ra và chúng ta ngồi ngay cạnh đấy, và chúng ta gọi mồm tóc tóc tóc. Vì cái con chim của các bạn là nó đang quen thuần với chủ nuôi mà, thì nó chưa quen với người lạ, thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp như đó. Đấy. Thì sau khi mà con chim của chúng ta mà nó chơi tốt ở dưới đất thế này rồi này, đó, thì không cần đến mái nữa, mà người lạ mà nó không sợ ấy, thì nó vẫn hót đấy. Nó nhìn đến người lạ nó vẫn sợ đấy, thì các bạn thấy đang có người lạ đi qua lại nó sợ này, thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phương án thứ hai là chúng ta sẽ treo con chim lên cái lớp thứ hai như thế này. Đấy. Đấy. Thì với người lạ mà nó sợ này, ô ỉ đấy, đừng nhảy con chim nó sợ. Đấy. Thì khi chúng ta treo lên lớp thứ hai này thì để cho làm chim nó đỡ sợ đỡ nhảy, thì chúng ta sẽ luyện hót, thì chúng ta sẽ để cái con mái bên cạnh và chúng ta sẽ cho chim luyện hót. Và sau khi chim nó hót tốt ở cái lớp thứ hai này mà chúng ta tách con mái ra mà không cần con mái nó vẫn hót tốt đấy, thì chúng ta sẽ treo lên cái lớp trên cao này tầm ngang đầu người này. Và chúng ta cũng lúc đầu chúng ta treo thì chúng ta cũng dùng con mái như thế, và vài lần chúng ta luyện hót và dần dần chúng ta tách con mái ra. Khi con chim nó đang say hót, nó hót tốt rồi thì chúng ta tách mái ra. Và như thế là sau này chúng ta sẽ treo con chim ra chỗ lạ mà có người đi qua lại, con chim nó vẫn sợ, nó vẫn không bị sợ, hoảng sợ cái gì, và nó sẽ hót. Và đấy thì phương án là chúng ta làm như thế. Nhưng mà cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Quang, và hẹn gặp lại các bạn ở trong các clip sau.